Mình chơi cái tệ khả năng này. Lý tí mùi. Tôi tốt nghiệp trường đại học công nghiệp. Bà nó. Công nghiệp. Ngày môn đó tôi hiện năng ấy nó. Ngày môn dân an trụ trụ ấy nó. Bà tôi tốt nghiệp trường đại học công nghiệp. Tôi nó cứ nhóm mà. Bà nó. Tốt nghiệp bà mình chọc ca sật xa thế. Bà trường xà lá. Bà đại học mà hai bà chia lấy. Bà nó. Công nghiệp ấy cái u xa hạt cầm. Công nghiệp xa hạt cầm chẳng đấy công nghiệp của xa hạt cầm chi tiết của bọ và thay đơn cho hỏi là việc xong khăn bọ không ai chỗ và tôi tốt nghiệp trường đại học công nghiệp Clay Clay ba này đang học nên bạn có những ưu điểm gì này bạn có những ưu điểm gì bạn nó cứ né có cứ miến những cứ bằng đá ưu điểm và ưu điểm cứ chùm nói Quân sử khăn bà dân anh côn sầm bát có vía trời đây là có côn sầm bát vía mình sẽ chỉ trời mà này bà côn sầm bát ở ta hỏi dân phơ vậy ban lõ nó cái hai côn sầm bát đây nè nè bà ok nó có côn sầm bát đây đấy nẹt ban phơ nẹt ban sang côn sầm bát đi tại bảo Việt Nam cái lại nó cái apra bị ưu điểm ba này nè dân ai bỏ tha côn sầm bát có bán dân bỏ tha chùm nói khăn rồi có chùm nói là o nè rồi bỏ dân dân hai ta ưu điểm nè tôi chỉ miên mà nữ môi trầm nuốt cái miên trầm nói khang bao cái cứ không ca này dây này dây đấy nè nè đập bao cái dây anh đang trầm nói khang bao cái nè khá cái xù bao cái xù nó cái trầm nói khang này nè ưu điểm mà nó gì gì nó cứ ấy mà nó chấn nè miên bần đá và trầm nói khang là vậy nè bạn có những ưu điểm gì bạn có những ưu điểm gì nè và ưu điểm trầm nói khang giống bọn thầy nói khang của bạn bỏ côn sầm bát cho lắm cho mọi à mùi mùi tiệt mà côn sầm bát tôi là người có tinh thần đoàn kết tập thể sao tập biệt phải xe thằng ngon mà nè ok tôi là người nhóm cư chia mà nữ có miền này tham biến mà tinh thần chất à rồng nè tinh thần chất à rõm và đoàn kết và sạm mô hạp hiệp nha bà rụp rùm và đoàn kết trong bọn hả rụp rùm chúng tốt rụp rùm tập thể và ok tập thể sạm mô hạp hiệp và nhóm cư chia mà nữ đài miến và chất à rõm rụp rùm sạm mô hạp hiệp nè ngọt nế bà phía sạc mai dân hiệp sau nó không phía sạc mai tặng ngọt nó hiểm bạc vô nát bà suy diêm vô là bìa bà nè khu vực vô là bà nè tinh thần nâng chất ả rộng mới nay là chất cầm nất rồi chất ả rộng bao dường mà nè khá chất chất ả rộng chập chêu chai anh là cái chất ả rộng mà tinh thần nè tinh thần mau tức giận tinh thần mau tức giận chất ả rộng chập chêu chai khân xâm ba chập khân xâm ba tinh thần không ổn định chất ả rộng mình ngọc không ổn định nhưng bảo thật ngọc nghiệm thề ngọc nè năng tinh thần và nó chất à rõm đoàn kết rụp rùm mà rụp rùm vô lấy mà miền này tha ca rụp rùm ở vậy muối mà viên à bịa rụp rùm nó bị sử điện đối tiện xả ca đấy và sử điện đây xả ca đấy nè rụp rùm khỉa ca pía và rụp rùm khỉa ca pía bầm phơ hăng xá không có đùa xà chân tử nó bà đoàn kết ok rồi có rụp rùm khía đầm bay và trang cho mỗi nâng sắp trời đoàn kết nâng nè và đoàn kết ok tập thể nó ghế tập thể nó cứ sạm mô hạp hiệp và tập thể sạm mô hạp hiệp bên đây thầm mạch mô hạp hiệp bên đây thầm và chia vô mà được tràn nè và vô mà được tràn thơ chỉ mỗi khía tay mà đoàn vô tay mà đoàn nè mà viết đôi sự điện đôi viện xã hạc thưa chủ mùi khnía bởi dân dạy bịa sa mánh cư thưa tà nạ ở khnía dạy bịa sa mánh thưa tà nạ ở khnía ok dân ai dạy ta miên krom mùi cọt cọt cho ta quay mà nữ mà nè anh ăn cái hai ta tập thể mà nè sao mô phiếp mà nữ tràn cho ta quay mà nữ mà nè và anh ăn tập thể nè đánh tập thể anh nó bị đó sự điện điện quỵ hạt ra này hả ok ở đây hạt ra là nâng tập thể dục tập thể dục tập thể dục dạng ta đi miên ta tập thể ta tê đi nè
vậy tập biệt tập thể là tê đây bà đang sắm mua học hiệp ok tao tôi là người có clear đấy hiện tại vô liên năng không ca phục việc vào việc hiện tại tê tôi là người có tinh thần đoàn kết tập thể tôi là người có tinh thần đoàn kết tập thể bà đang ở cái bọn giáo dân ai chạy đi xin đi không ai mời mình hai bạn ở vậy để cô vô nó vô việc sao mà nhà này học này vô này bà ta lóng bà xong em tôi là người có tinh thần đoàn kết tập thể. Dạ ok, con xin phán. Tôi là người có tinh thần đoàn kết tập thể. À, bây giờ ra. Tôi là người có tinh thần đoàn kết tập thể. Bà, bằng mệnh lý. Tôi là người có tinh thần. Score đó bạn ấy. Tôi học hỏi rất nhiều mà nó. Tôi học hỏi rất nhiều mà nó. Tôi nó cứ nhóm học hỏi nó cứ riêng sốt nó mà rất nhiều sàn tràn học hỏi chứ tôi học rất nhanh xung tục tôi học hỏi rất nhanh nó mà nhóm riêng sốt sàn lườn nó mà học hỏi p đại bịa riêng sốt tệ tôi cho mỗi nâng ca nghi à dân pra bịa học hỏi nè học hỏi đọc bê tệ tôn cho mỗi nâng ca riêng sốt ông bị ở so ông bị ca nơi quay sắc xá bê để riêng sốt dân pra bịa học tập học tập đọc bê chân tay thừa cá riêng số đồng bì ca nghĩa dân pra bị học hỏi ha học hỏi rất nhanh xài lượn nhóm riêng số xài lượn riêng số nó có trong dây âm bì ca u tia ho nẹ na prap quạt âm bì bà riêng quạt phơ ảnh cứ quạt hiển liếm cứ quạt chạch liếm mày bà nói chân cái hai ta rất nhanh bà tôi học hỏi rất nhanh nhóm riêng số xài lượn bà bà anh chạy dạ hết ấy bằng dân dạy tha ai tập với bằng dân cho anh trai tha buổi học hỏi mà học tập thì con nè học mình nên ta riêng hỏi mình nên ta xua và riêng xua riêng xua riêng cho nó làm bị càng nghe riêng xua nè đặc biệt học tập học cứ riêng tập cứ chia sập hơi sập xe bao nhiêu nè việc tập tôn cho mọi người sập hơi quay sập xe chứ nhập ra bị học tập nha anh nè nó bây giờ tất cả chân bị nhắn nâng thẻ mò tha lươn bị gắt thẻ mò tha bệnh nhạc mau mau thế mà thật chắp chắp này chắp chắp tâm trời cho ở lươn hay là ha gì tham ấy là ha lẻ 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 năng lẻ là ha năng thế mà tháp là ha bà lẻ là ha là huấn nên là phụ là ha là huấn lẻ làng lẻ làng là ha là huấn đó ui thì ho dân miền kia mỗi dân dạy việt thế bà anh ấy rất lẻ làng đó bà nên cô xe ấy bà ui thì ho dân vậy thế anh ấy rất lẹ làng à. Nhanh nhẹn các bạn này là lẹ làng từ lẹ làng nó cứ là hạt là huồn đó mà là hạt là huồn lẹ làng có sáng là hạt là huồn mà nó lẹ làng rồi có nhanh nhẹn các bạn đó mà thế okay. Anh ấy rất nhanh nhẹn mà nhanh nhẹn các bạn này còn là hạt là huồn này mình đưa đây là cái nào tham dân khơi nơi nẹt khác dân cho ta nhằm là bòi mùi dân cho ta hàng hay nẹ rột tộc mà nẹ nó còn rột máu còn tập tùa dân phía mà còn lưa mình tên mà còn riêng bao dân coi trên cho con xua dân ấy địch đo lại con là huồn chẳng dạy là lẻ làng nó coi nhanh nhẹn ok mà đưa có con không nên nhìn chân này mà không nên các bia hiện sọc 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 không nên các bia là huồn nhưng bà bì nâng đài mà ok mẹ lập bước hết mẹ này lập bước cứ xem lập bước cứ thua ca vậy mỗi đây lập bước ở bên nhau ok cho nằm tùy nâng nhưng mơ máu tôi học hỏi rất nhanh mà nó mời mơ một kia bắt tốt mà năng lực chịu đựng của tôi rất tốt bạn năng lực sao mà tập hiệp nè chịu đựng su tròm nè bà chịu đựng su tròm của tôi rồi bọc nhóm rất tốt sai lò sao mà tập hiệp nè con ca su tròm rồi bọc nhóm sai lò chẳng có miền cá có miền sao mà tập hiệp nè con ca su tròm ông pi ca nghĩa đưa co vậy muối sai lò Việt Nam có ra biệt sai ra nè chẳng khổ nhưng mà trong ra biệt sai nhưng ra biệt lắm bà này nè bị khỏi vinh bà này bà này bà của tôi tốt lắm các bạn này nè nhớ bà lại nâng năng lực
năng lực chịu đựng của tôi rất tốt mà Samantha Pip su trom robot nhóm sai lọ tập bằng sĩ phát xong em.